Mới đây, Khoa Park xuất hiện trong một sự kiện cùng dàn sao đình đám của showbiz Việt. Khoảnh khắc nam YouTuber gặp mặt và đọ chiều cao với Hoa hậu Lương Thùy Linh gây chú ý. Theo đó, nàng hậu quê Cao Bằng hiện đang là Hoa hậu sở hữu đôi chân dài nhất Việt Nam với số đo lên đến 1m22. Với chiều cao 1m8, cô từng được Hoa hậu Mai Phương Thúy công nhận là mỹ nhân sở hữu vóc dáng vàng, đẹp nhất nhì lịch sử nhan sắc Việt. Vì thế, nam YouTuber muốn so chiều cao với cô sau khi chi tiền tỷ kéo chân. Em đứng lên xem ai cao hơn, Khoa Park nói với Lương Thùy Linh đang ngồi trong bàn tiệc. Và kết quả không có gì phải bất ngờ, có thể thấy hiện tượng mạng quê Khánh Hòa thấp hơn nàng hậu một cái đầu. Khoảnh khắc đọ chiều cao của cả hai khiến dân mạng bật cười thích thú, bình luận rôm rả. Anh có cao nhưng không đáng kể, kể ra cũng cay nhỉ Khoa ha ha, kéo lên 1m9 thì may ra có cửa nhà anh. Đỉnh cao của sự cố chấp, chi thêm 5 tỷ kéo chân nữa Khoa Park ơi. Câu chuyện Khoa Park bỏ 5 tỷ đồng để kéo chân cao hơn từng là tâm điểm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng năm 2022. Nam YouTuber đã đăng tải hàng chục clip ghi lại quá trình từ trước khi phẫu thuật cho đến hiện tại. Khi chia sẻ về quyết định táo bạo này, chàng trai 9X khẳng định bản thân không hề tự ti về ngoại hình của mình mà chỉ muốn tìm kiếm, thực hiện review những điều độc lạ cho khán giả xem. Thành công sớm quá, trên đời này không còn gì khiến mình hứng thú, cuộc sống trở nên vô vị, Khoa Park nói. Từ 1m67 lên 1m75, Khoa Park trải qua quá trình tập luyện phục hồi chức năng đầy gian nan, nhiều lần tự giễu bản thân là robot, đi như vịt. Anh cũng làm clip khuyên mọi người không nên kéo chân nếu như không thừa tiền và quá rảnh rỗi như anh. Tuy nhiên sau khi đã có thể đi lại bình thường, nam YouTuber lại gây xôn xao khi tiết lộ tương lai sẽ tiếp tục kéo chân để cao hơn nữa. Tôi nhận được nhiều bình luận như, ôi Khoa Park kéo chân xong thì phế luôn, kéo chân chi cho đi cả nhắc. Người ta hay nói, đừng dạy người giàu cách xài tiền. Tôi không giàu nhưng tôi cũng không ngu khi bỏ ra 5 tỷ bạc để trở thành tần phế đâu các bạn, chàng trai quê Khánh Hòa đáp trả. Theo chia sẻ của YouTuber cách đây không lâu, đợi sức khỏe hồi phục, anh sẽ tiếp tục kéo chân để đạt chiều cao tối đa là 1m82. Khoa Park sinh năm 1992, được mệnh danh là YouTuber chịu chơi nhất Việt Nam. Anh sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để trải nghiệm và review các dịch vụ đắt đỏ cho khán giả xem, từ lái xe tăng, nghỉ ngơi ở nhà hàng đắt đỏ hay tham quan tàu chiến, trạm du hành vũ trụ. Gần đây nhất, anh chàng chi gần 1 tỷ để làm điều nguy hiểm nhất nhì thế giới. Cụ thể, trên kênh YouTube cá nhân, Khoa Park đã đăng tải video có tựa đề chuyến bay nguy hiểm nhất thế giới. Theo đó, nam YouTuber chia sẻ, anh muốn thực hiện ước mơ chinh phục Everest, đỉnh núi cao nhất thế giới. Có rất nhiều người bỏ mạng trên đường chinh phục nơi này, kể cả bay với trực thăng thì cũng rất khó nhằn, Khoa Park nhấn mạnh. Anh kể lại, bản thân đã ở Nepal cả tuần để chờ đợi cơ hội được bay lên đỉnh núi. Vì dù đã đặt lịch trước nhưng chỉ cần thời tiết xấu, chẳng hạn như mưa gió, chuyến bay sẽ bị hủy lập tức. Cứ sáng sáng tôi được gọi ra sân bay để bay, xong check, kiểm tra, thời tiết trên Everest, check xong hủy, về nhà ngủ mai tính tiếp. Vì độ cao cả dãy Himalaya toàn trên 5.000 đến 6.000 mét nên việc vượt qua đã nguy hiểm cỡ nào rồi chứ đừng nói tới đỉnh Everest cao 8.848 mét. Tôi đã phải đợi cả tuần, bay mà trực thăng cứ lắc lắc rung rung. Chúng tôi phải dừng đổ xăng hai lượt mới tới được Everest là biết vất vả cỡ nào, Khoa Park chia sẻ. Anh công khai chi phí để thực hiện chuyến đi, trong đó giấy phép leo lên Everest là 40.000 đô la Mỹ, hơn 1 tỷ đồng, do chính phủ Nepal cấp, còn giá để bay là 40 triệu đồng trên người. Đồng hành với Khoa Park là một người em phụ trách quay phim, chi phí cứ thế nhân đôi, chưa tính tiền ăn uống. Ngoài ra, hiện tượng mạng quê Khánh Hòa cho hay, các anh còn phải ký giấy sinh tử trước khi bước lên chuyến bay nguy hiểm. Khi tới trạm dừng chân, Khoa Park bị hụt hơi, chóng mặt, khó thở vì thiếu oxy do không khí loãng. Nam YouTuber cho biết đây là tình trạng chung của mọi người khi đứng ở độ cao như vậy, việc hô hấp khó có thể diễn ra bình thường. Vì vậy, anh quyết định không leo tới đỉnh Everest để giữ sức khỏe. Khoa Park ghé một nhà hàng để ăn uống lấy lại sức rồi trở về. Hiện tượng mạng 9X bật mí, anh sẽ thực hiện những video review mặt trăng, sao hỏa trong tương lai gần vì cuộc sống dưới trái đất đối với tôi giờ phèn quá rồi.